Thưa quý vị, tối qua Bộ Công an tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ 12, khu vực 2 do Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp, đăng cai tại nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng đại diện lãnh đạo cán bộ chiến sĩ, diễn viên của 18 đoàn nghệ thuật, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Trưởng ban tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ 12 phát biểu khai mạc. Với chủ đề 75 năm khắc ghi lời Bác, Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ 12 năm 2023, khu vực 2 do Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp, đăng cai tổ chức, với sự tham gia của 18 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ công an các đơn vị địa phương. Theo ban tổ chức, có 91 tiết mục tham dự thi với nhiều nội dung phong phú ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống vẻ vang 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân. Thông qua Liên hoan nghệ thuật quần chúng nhằm truyền tải thực tiễn sinh động kết quả phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ chiến sĩ trong Công an Nhân dân. Chương trình Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ 12 diễn ra từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 năm 2023 tại nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng.